Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức Showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hồ Hèn Niê hốt hoảng lo lắng về tình trạng sức khỏe khi đột ngột sụt gần 3kg chưa đầy 24 giờ. Mới đây, top 5 Miss Universe 2018 đã bất ngờ chia sẻ việc mình bị sụt cân nghiêm trọng chỉ trong chưa đầy 24 giờ. Cụ thể, vào 17 giờ chiều ngày hôm trước, cân nặng của Hồ Hèn Niê là 58,45kg. Tuy nhiên, vào 6 giờ sáng hôm sau, số cân của nàng hậu bỗng tụt xuống 55,45kg. Điều này khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô. Cân nặng của Hồ Hèn Niê sụt giảm một cách đáng lo ngại chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Không chỉ có khán giả hoảng hồn mà ngay cả nàng hậu quê Đắk Lắk cũng hoang mang tột độ. Hèn có bị bệnh gì không? Sao mà chênh lệch nhiều như thế? Được biết, việc sụt cân nhanh chóng là một tín hiệu không hề tốt cho sức khỏe. Cô nàng cũng cho biết thêm, thôi hết dịch nhất định phải đi khám tổng quát lại. Hơn 2 năm rồi, Hèn chưa đi khám lại, từ lúc khám để mua bảo hiểm. Khán giả đang rất lo lắng cho sức khỏe của Hồ Hèn Niê, nhất là trong mùa dịch nguy hiểm. Hồ Hèn Niê được khán giả cả nước biết đến sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Cô sau đó xuất sắc lọt vào top 5 Miss Universe 2018, trở thành đại diện của Việt Nam đạt được thành tích cao nhất tại đấu trường nhan sắc khốc liệt này. Mới đây, khi xuất hiện tại chương trình đấu giá gây quỹ, từ trái tim đến trái tim, từ thời trang thành hơi thở, Hoa hậu Hoàng vũ Hồ Hèn Niê cũng góp sức và đem đến bộ trang sức ngọc trai rất có ý nghĩa với mình. Chia sẻ về bộ trang sức ngọc trai này, Hoa hậu Hoàng vũ Hồ Hèn Niê cho biết, bộ trang sức rất có ý nghĩa với mình và cũng thường xuyên đồng hành cùng cô khi tham dự các sự kiện lớn nhỏ. Mặc dù vậy, khi nhận được lời mời từ phía bà Trang Lê, cô đã quyết định đưa bộ trang sức ngọc trai này đến với mong muốn góp được một phần nhỏ bé của mình để có thể giúp sức cho tình hình chống dịch hiện nay. Bắt đầu từ giá khởi điểm là 15 triệu đồng. Sau khi trải qua một thời gian đấu giá đầy hấp dẫn, bộ trang sức ngọc trai của Hoa hậu Hoàng vũ Hồ Hèn Niê đã chạm mốc 80 triệu. Nàng hậu tóc ngắn là một trong số ít những người đẹp có tính cách giản dị, chân chất và nói không với thị phi. Trong khoảng thời gian gần đây, cô rất tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.